Ok xin chào tất cả mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Thì trong video này nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà lên cấp sao cho nhanh nhé. Tại vì chắc chắn là khi đầu ra game nó cho bạn khoảng 2000 lực free chưa kể các lực khác bạn đi trong quá trình chơi game không? qua cái việc nhận cốt tinh tinh nữa thì chắc chắn là có thêm nhiều lực nữa. Nhưng tuy nhiên với khoảng tầm hơn 2000 lực ấy thì chắc là đã có nhu cầu là sao tiêu hết lực cho nhanh cũng như là lên cấp sao cho nhanh nhất có thể. Thế mà tại sao người ta lên cấp cao như thế không? Thì bây giờ trong video này mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Thì đầu tiên bây giờ để muốn lên cấp cho nhanh ấy, thì điều đầu tiên bạn cần phải quan tâm ở đây là những cái gì nó tăng cấp cho bạn, những cái gì cho bạn kinh nghiệm để bạn lên cấp đúng không? Thì khi bạn biết nó cái gì lên cấp được ấy, thì bắt đấy lúc đấy bạn có cái cái, cái cơ sở để có thể bạn nào nâng nâng cấp cho nhanh. Thì một trong những điều hiển nhiên đầu tiên đó là con trong quá trình đi map. Khi đi map nó cho bạn những lượng kinh nghiệm nhất định. Ví dụ ở đây mình có cái map chưa đi mình sẽ đi để một chút nhé. Thì tại đây trong một cái map này ấy, khi bạn qua đủ đủ đối ever đi thêm một map mới ấy, nó cho bạn những cái map này và đánh lần lượt các đội quân này thôi đúng không? và đánh cái này cũng đánh khá là nhanh thôi một số bạn có thể làm lát chiến báo cho nhanh nhưng mà thực ra cái này thực sự có nút hoàn thành luôn chắc không cần đâu ví dụ mình đánh đây đánh hoàn thành luôn cũng chả mất lâu hơn mấy không thì bạn thấy rằng là mỗi con bot ở đây sẽ cho bạn một cái lượng kinh nghiệm nhất định không ví dụ con này là năm nghìn tư không biết con bot này có tăng hơn nhỉ ok con này là 10 nghìn tám trăm năm mươi không tức là cái bạn thấy cái số kinh nghiệm đúng không tức là khi bạn đánh xong bốn con đầu đến con thứ năm đầu tiên kinh nghiệm sẽ cao hơn nên chắc chắn là không có ông nào dở hơi đi đánh mấy con trước rồi không chắc chắn mọi người chỉ đánh đánh những con đầu cho có có lẽ thôi và tập trung đánh cái con thứ năm là con nhiều kinh nghiệm hơn thì cái đánh thì cái đánh đánh như thế này nó gọi là đánh nhiệm vụ chính tuyến cái này mình gọi là đánh nhiệm vụ chính tuyến nhé ok sau khi hoàn thành xong mình sẽ về chỗ của Alerica hoặc một con NPC ở đó để mình nhận nhiệm vụ tiếp theo không thì mình ấn hoàn thành ấn ấn tất cả cái nhiệm vụ này thôi và chỉ chỉ vào cái chỗ xanh xanh này nhận tất cả nhiệm vụ này Ok như vậy sau khi bạn nhận xong bạn thấy ở đây có hai nhiệm vụ không? Thì một cái là nhiệm vụ chính tuyến, còn một cái kia 0 trên 5 là nhiệm vụ phụ. Thì việc của bạn là sẽ hoàn thành bạn muốn lên cấp cho nhanh ấy, bạn muốn lên cấp cho nhanh thì bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Tức là bạn sẽ vào đây và đánh cho mình. Bình thường ấy bạn thấy để ý trong cái dương ấy, chờ chút cho nó loát qua một chút nhé Thì trong cái dương ấy, trong cái dương quả vụ bản này. Bạn thấy rằng cái con đầu tiên nó yêu cầu bạn đánh là 1 trên 30 tức là bạn đánh tối đa là 30 lần cái con đầu tiên đúng không? Cái con đầu tiên này 30 lần. Nhưng mà nếu bạn muốn lên cấp cho nhanh ấy thì bạn chỉ cần đánh xong 5 lần để hoàn thành nhiệm vụ phụ thôi. Còn cái cần cái đánh hết 30 lần nó gọi là hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành cái dương quà ấy thì cái đấy bạn để làm sau. Bạn tập trung đi hết cho mình một mạch trước là đi hết một mạch nhiệm vụ chính thì là đánh hết vào cái map. Thứ hai là làm sành hết những cái nhiệm vụ phụ là đánh mỗi con này thêm 5 lần. Không, đấy đánh một lần tức là một đúng không? Hai này. Đánh bây giờ nó mất cái dấu vàng vàng đi, cái dấu xoáy vàng vàng đi được. Ba này, đúng không? Ok như bạn thấy đánh như vậy có thể bạn thấy là sau khi nhận xong này á, cộng với việc mình đánh tiếp cái map về mấy con nhá. Bạn thấy là ra lên kinh nghiệm rất là nhanh. Còn nếu như bạn cố gắng bạn ấn thật nhiều, treo thật nhiều lực của một con ấy, và treo thật nhiều lực vào một con ấy thì cái lượng kinh nghiệm không được mấy đâu. Mà bạn chỉ cần làm xong chính vào phụ tức là đánh đánh mỗi đánh hết một vòng map và đánh xong 5 lần một cái con bot nhỏ nhỏ, tức là cứ khoảng cái con thứ năm là cái con bot nhỏ, cứ cách cái cách cái cách bốn con để có một con boss nhỏ. và đánh xong con đấy như vậy thôi. Ở chỗ hoàn thành cái dương kia và để sau thì như thế bạn sẽ được nhận kinh nghiệm lớn hơn nhé còn nếu mà bạn cứ dồn một lực quá nhiều con là lượng kinh nghiệm sẽ ít hơn rồi bạn ra nhận và ra nhận quà bà thấy là cái lượng kinh nghiệm nó tăng rất là nhiều Đấy vậy bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ chính nữa và một nhiệm vụ phụ đúng không ok bạn thấy không cái 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 thanh kinh nghiệm nó vừa tăng từ khoảng 90% mươi phần trăm đến tận hai mươi ba phần trăm nó tăng rất là nhiều thì khi mà đánh một cái map nó có một con là không có quặng nếu mà sao mà đánh lên cao thì có quặng ấy? thì một con không có quặng này xong đánh một con quặng đồng một con quặng uh, sắt một con quặng bạc một con quặng vàng không Và đánh năm con thôi thì mỗi con nó cho bạn khoảng mấy chục kinh nghiệm bây giờ từ khi mà đánh xong một vòng mát là bạn đã được tầm khoảng gần 100% kinh nghiệm rồi với những cái mắt thấp còn khi lên những cái mát về cao khi level cao nó đòi hỏi lượng kinh nghiệm nhiều hơn ấy thì khi mà đánh như vậy nó sẽ được khoảng tầm từ 50 cho đến 70 phần lượng kinh nghiệm cần đến cấp không sau đó có thể lấy bạn sẽ quay lại ví dụ như kiểu bạn bây giờ mình sẽ đánh hết cái map này mẫu nhé thì giả sử như kiểu bạn lên cao như mình ấy lúc đấy là không còn đánh đánh xong cái nhiệm vụ chính phủ ấy nó không còn việc nó không còn đủ cái lượng kinh nghiệm cần thiết để có thể lên cấp nữa đấy mình tiến hành là đi hoàn thành cái nhiệm vụ quà phụ bản để hoàn thành dương để vừa làm hoàn thành dương vừa lấy thêm kinh nghiệm luôn đấy mình không đủ cái nhiệm vụ phụ để đi tiếp ấy. ở đây mình đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ rồi đi như vậy bạn sẽ lên được cấp rất là nhanh nhé còn nếu bạn nào cứ ham ham cài một cái một cái con quá là quá nhiều lực ấy thì chắc chắn là cấp bạn không nên nhiều vào cái việc làm nhiệm vụ phụ đâu nhưng mà tuy nhiên là nếu bạn không hao háo cái vấn đề lên cấp cho nhanh ấy và muốn sao xả hết lực cho nhanh ấy thì bạn lại tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ quà phụ bản trước nhé tức là mỗi con đánh tầm khoảng vòng 30 lượt trung bình đa phần cấp mát là 30 lượt một số mát đặc biệt có thể là 10 hoặc là 15 hoặc 20 hoặc là 50 một số mát đặc biệt thôi còn đa phần nó sẽ trung bình là tầm khoảng 30 lượt chính xác là 29 lượt cho một con Ngày đây mình chỉ, chỉ hoàn thành đúng 5 phát thôi à, Thực ra cái này mình cũng không cần hoàn thành đúng 5 phát Thì tôi có hoàn thành 5 phát cho mọi người xem trước Thì những cái map về trước đây thì bạn chỉ cần hoàn thành xong Chính là phụ là bạn có như đủ đủ lượng kinh nghiệm Bạn lên lên một cái map tiếp theo rồi Nhưng mà về sau cái map về sau khi lượng kinh nghiệm và cần nhiều hơn Thì nó xong đủ nữa và Đấy bạn phải tiến hành là hoàn thành cái dương phụ bản Đây là 20 mình nhận xong mọi thế là lượng kinh nghiệm nó tăng lên đó 23 nó tăng lên thành 36 nó tăng lên rất là nhiều ở tục mình lại nhận thêm một nhiệm vụ chính nhiệm vụ phụ nữa mình lại nhận tiếp nhé cứ đây nhận đều nữa, là đi làm hoàn thành tiếp không tức là như vậy là như vậy mà thấy là khi mình đánh xong cái map nó được khoảng trên 50 lượng kinh nghiệm cần rồi sau đó mình chỉ cần xả nốt lực đi nốt một số cái còn lại là xong nó rất là đơn giản thôi Và ngoài cái này ra còn một số cái nữa mà nó tăng kinh nghiệm cho bạn nên mình sẽ đánh qua cái map này cho bạn tiện nhìn uh, cụ thể thôi. Còn giờ sau đánh qua map này mình cho bạn chỉ tiết cho bạn những cái nào nó tăng kinh nghiệm tiếp đấy, để bạn có thể có cái cách để bạn tăng kinh nghiệm sẽ hợp lý. Nhưng tuy nhiên mình nghĩ là bạn nào không đua tốt ấy thì phải thì nên hoàn thành cái kiểu dương trước. Tức là cũng cũng cố gắng lên cấp nhanh nhưng quan trọng cho bạn 2000 lực cơ mà. cho bạn hoàn thành luôn cả dương đi cũng được cho nó đỡ hết nhiều lực, cho nó giảm bớt số lực đi. Tại vì ở hiểu hôm nào lực dưới 100 ấy thì khoảng nửa tiếng nó tăng thêm một lực. Nhưng nếu số lực của bạn nó trên 100 ấy là coi như nó không tăng thêm lực đâu. Tức là bạn ví dụ có 2000 lực nó mãi mãi là 2000 lực nếu bạn không đánh. Còn nếu như bạn đánh là kiểu 100 đánh dưới 100 lực ví dụ còn 50 lực ấy là cái 3 phút tăng thêm bạn một lực ấy thì để lâu lâu tăng thêm lực cho bạn nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Nên để ra các bạn cũng phải chăm chỉ, đặc biệt những ngày đầu tiên ấy phải chăm chỉ đánh. Chăm chỉ đánh ngày đầu tiên thì nó mới nhanh chóng được. Và sau khi mà xử lý hết 2000 lực ấy và thì mỗi ngày nó chỉ thêm bạn ít lực ấy, thì nó không vấn đề quá nặng nề đâu, nó rất là nhẹ nhàng. Chủ yếu vấn đề là những ngày đầu tiên thôi. mình sẽ tiếp tục và hoàn thành những nhiệm vụ đấy nữa thì mình đấy bạn thấy à mình chưa đi xong một cái map mà chỉ làm mỗi chính và phụ đấy mình chưa hề chưa hề đánh hoàn thành cái dương ấy mình đã được khoảng hơn năm đã được năm thanh kinh nghiệm không thì khi mình hoàn thành nốt cái này nữa thì mình sẽ được khoảng tầm sáu bảy phần trăm đấy là với cái map cao và một số cái bạn khi level thấp thì nó sẽ được tầm 80 mươi chín phần trăm thậm chí là quá vật thậm chí là lên cấp luôn chỉ cần làm mỗi chính và phụ thôi nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều thì bạn làm như thế và sẽ lên cấp rất là nhanh lên cấp cực kỳ nhanh thì ra cái lượng kinh nghiệm nhiều nhất nó sẽ ở trong cái chỗ chỗ đánh map này còn các chỗ khác nó chỉ là phụ thôi nó chỉ hỗ trợ thêm thôi còn chỗ này vẫn là cái chỗ lấy kinh nghiệm chính và khi bạn khi bạn treo lực thêm một số cái sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ phụ ấy bạn treo thêm lực ấy thì cái đó nó chỉ hỗ trợ bạn một phần nào đó thôi chứ nó không hỗ trợ bạn nhiều đâu tại vì những cái đấy bây giờ nó tính cho lượng kinh nghiệm mặc định của nó ok như vậy mình hoàn thành sau cái map đúng không Bây giờ bạn thấy ở đây mình đang có thêm sẽ có thêm hai nhiệm vụ phụ nữa thì mình sẽ hoàn thành nốt hai nhiệm vụ phụ nhé. Mình sẽ tiếp tục ra chỗ Aradica mình nhận và đây yêu cầu mình lên cấp tiếp theo mới được thêm cái map mới nên thành ra mình chắc chắn là sẽ nhận thêm nhiệm vụ chính ở phụ thôi. Mình hoàn thành nốt một số cái trong này và cố gắng sao lên được cấp tiếp theo không. Bây giờ đây mình không còn nhiều lực lắm nên mình không chắc lên cấp tiếp theo hay không nhé. Tiếp vào cái map hoàn thành cái chính ở phụ trước đi. Ở à đây hiện tại bây giờ khi mà lên ví dụ như mình ở cấp cao quá nó cho phép mình đi được hai map nhé. Nó cho phép mình đi được hai map hai map cho một level một level đi được hai map luôn. nhưng tuy nhiên mình cứ quay trở lại cái này cho bạn xem tí đánh nốt cái này tí không đây có những cái cái là hai cấp mới đi được một map cũng có những chỗ là một cấp một map cũng có những chỗ là một cấp hai map đúng không? hoặc nhiều khi nó lỗi có thể cho bạn đánh trước một tí không sao nói chung là tùy cái bạn cứ lưu ý cho mình là muốn lên cấp nhanh thì cứ ưu tiên là đi hết một vòng map và đánh xong mỗi con mỗi mỗi con bot nhỏ là 5 lần và bạn sẽ hoàn thành được lượng kinh nghiệm khá là lớn và chắc chắn mình thấy xong chỗ này vẫn chưa đủ kinh nghiệm đâu, vẫn chưa đủ kinh nghiệm để lên cấp đâu. nhưng mình cứ đánh để mô cho bạn một chút thôi, cho nó dễ hình dung đúng không? Và để ý là những cái con mà mình đánh là cần thiết đánh 5 lần những con có cái vòng xoáy xoáy ở dưới này. Khi mình chưa hoàn thành đủ nó sẽ ra cái màu vàng vàng. Và khi mình hoàn thành đủ thành đủ nó sẽ thành cái màu trắng trắng này, đúng không? Thì đấy bạn sẽ xác định nó dễ dàng hơn. Và thường mà chỉ cần ấn vào cái chỗ màu xanh xanh nó tự nó dẫn bạn đến đúng cái chỗ thôi, thì bạn không phải lo đâu. Đấy là ví dụ như cái map mình đang đấy thì mình hoàn thành nốt nhiệm vụ này xem được tầm bao nhiêu phần trăm thanh kinh nghiệm nhé. Đây ví dụ như map này mình chỉ cần hoàn thành xong mỗi nhiệm vụ chính nhiệm vụ mới được khoảng 70% thanh kinh nghiệm. Nhưng bây giờ mình sẽ thử cho bạn là nếu như giả sử mình dồn lực mình đánh một con ấy. Ví dụ mình đánh con này, ví dụ là con đánh con này 24 phát bạn thấy là lượng kinh nghiệm lên không được mấy nhé. Mình treo ở đây là 24 lần thôi. Ở đây mình chỉ có khoảng tầm 16 lần à. Ừ, coi như 16 lần đi. Mình sẽ đánh thử cho bạn xem nhé. Bây giờ mình ấn hoàn thành cho bạn nhìn nhé. Bạn thấy là thanh kinh nghiệm không tăng được mấy. Các okay, bạn thấy không? Chỉ lên có 1% thôi, mặc dù dùng với 16 lực thôi. Trong khi kia bạn thấy mình dùng có 5 lực thôi, cái lượng kinh nghiệm nhiều hơn rất là nhiều. Để nó chứng minh cho bạn một điều là hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ nó được nhiều kinh nghiệm hơn việc bạn hoàn thành treo tiếp. Còn treo tiếp chỉ giải quyết khi mà bạn kẹt không lên được cấp thôi, không đi được thêm map thôi, không có thêm nhiệm vụ chính, không có thêm nhiệm vụ phụ thì bạn mới quay trở lại và đi treo lực của những cái này để hoàn thành cái dương. Còn lúc đó lúc đầu tiên là bạn phải tập trung là chính phụ trước khi là hết thì thôi đúng không? Điều đấy bạn sẽ lên cấp dễ hơn. Ok, đây mình mới bổ sung thêm ít lực nhé, mình tiếp tục mình đi tiếp cái map tiếp theo, mình đi tiếp cái map tiếp theo một chút nhé. Cái này đúng ra mình sẽ để trong livestream mình cho mọi người xem quá trình đi map luôn nhưng mà thôi thì thôi cứ đánh đánh luôn đây cũng được. Đang quay video này cho mọi người nhìn tiếp đây cũng được. Cũng coi nhiều phần nho nhỏ với livestream. Tại vì cái này mình sẽ muốn hướng dẫn một chút mọi người cái lên cấp mình tin là nhiều bạn chưa biết là sao lên cấp cho nhanh, đúng không? Và tất nhiên là để lên cấp cho nhanh ngoài cái việc bạn biết lối làm nhiệm vụ chính nhiệm vụ phụ ấy, bạn phải nâng nick chọn tướng làm sao ok một chút thì bạn mới đi được map nhé. Tại vì khi bởi vì bạn có quá nhiều lực trong một lúc ấy, thì việc bạn lên cấp rất là nhanh mà bạn lên cấp nhanh mà gặp những cái map nó sẽ khó và khó thì làm sao đánh thì sao nó qua đó là vấn đề nó liên quan đến tướng nhiều nhé xếp trận là một phần mà tướng rất là chu chủ yếu nhé thì nói chung một số bạn là muốn đi nhanh quá thì chắc phải lên con zimbi mới đi được đấy còn nếu không bạn tận dụng một số con có sẵn là kiểu con phẩm chất tầm khoảng 6 sao như kiểu là ino hay là buget nó thứ những con tầm tầm đấy và hoặc là dồn con men một chút thì đánh đánh nó sẽ dễ dàng hơn một chút nhé cái này là tùy khả năng của từng bạn thôi bây giờ nói chung là cố gắng sao à? phải mạnh lên một chút thì mới đi được map xa còn về sau bạn nhiều lực quá bạn lên map cao và đánh thua là cũng chết dở đúng không bây giờ tiếp tục mình sẽ đi tiếp cái này nhé nói chung là hoàn thành cái này không mất nhiều thời gian vì đây cho chữ hoàn thành luôn rồi bạn thích nhanh hơn nữa thì làm lát cái chiến báo đi nhưng mà là làm lát chiến báo mình cũng từng có video dạy cách làm lát chiến báo đấy nhưng tuy nhiên là mình thấy cái này nó cũng nhanh nhanh về sau bạn cũng không có nhiều lực đâu mình chắc cũng không cần làm lát đâu Bạn thích nhanh thì cứ làm lát chiến báo thôi trong video mình không nói lại cái làm lát chiến báo nữa Tôi chỉ đi để mô cho bạn những cái nhiệm vụ chính là nhiệm vụ phụ, À, tại đây mình nâng cấp 134 nên cho đi mất nó cũng hơi hơi tốn. Còn về sau khi bạn lên cấp cao hơn thì sẽ đỡ nhiều. Ở đây nó cho bạn đi tình cờ cái level này cho bạn phép đi được hai hai map ấy. nên đâm ra tự nhiên là mình sẽ được nhận một lượng kinh nghiệm chính phủ rất là nhiều. Bình thường đi một đi một map là bạn sẽ thấy là sẽ chỉ được khoảng tầm 70% đúng không? Nhưng vì đây đi hai map thì có thể mình sẽ được đủ 100% để lên cấp tiếp theo. Nên nó cũng nhàn hơn một chút. May mắn không biết cái này là map lỗi hay là nó cố tình như thế mình không rõ lắm. Tại vì sao lâu rồi ngày lâu rồi mình không đi cái map mình không nhớ chính xác nói chung nó cho mình đi bao nhiêu map mình làm bấy nhiêu map thôi và quá sao cứ hoàn thành chính phủ trước dư lực hoặc là kẹt map thì đấy mình lại đi làm nhiệm vụ khác sau ok để tiếp tục ra nhận uh, nhiệm vụ nhé mình nghĩ là nó sắp sửa lên cấp rồi đấy bây giờ nó tầm 78 phần trăm đúng không Ok bạn thấy là 78 đến từ 92 phần trăm chỉ mỗi nhiệm vụ chính nhiệm vụ vụ không mới có 10 lực không trong khi nãy mình treo 16 lực thì không bằng cái này treo 10 lực thì ra nó khác nhau như vậy thì ta mới bảo các bạn là nên làm cái này trước mới nhanh, nhanh lên cấp còn bạn cứ hao háo và cái cài lực nhiều nó xong mấy đâu cài lực cứ chỉ giúp bạn xảy, xử lý cái lực cho nhanh thôi nhưng nó không giúp bạn nhiều cái vấn đề khác ok tiếp tục mình cứ đi tiếp cái map này mình đi xong map này chắc chắn mình sẽ lên cấp rồi thì có lẽ mình có đi thêm map nữa <laughs> thành ra để demo cho bạn một chút như vậy thực ra mình chỉ nhận mỗi nhiệm vụ phụ thôi mình cũng lên thêm cấp này đúng không Ở nghĩa là đánh nó con này xong nhận xong hai nhiệm vụ này mình sẽ lên cấp thì nếu mình lên cấp luôn thì có lẽ mình sẽ dừng tại cái chỗ đi vấn đề đi map đấy để mình chuyển sang hướng dẫn bạn cái khác để tăng cấp nếu không cái đi map thế này không biết đến bao giờ mới dừng cứ tạm tạm như thế này đánh tạm qua với con này đã cái này bạn không cần xem chiến báo nhé bạn chỉ cần mạnh hơn map rồi bạn không cần phải xem chiến báo còn nếu bạn thấy yếu hơn map bạn mới cần xem để xem xử lý như thế nào cho tiện thôi còn nếu bạn đã mạnh hơn map vẫn hoàn thành luôn cho nhanh Ok như vậy mình sắp lên cấp rồi sắp lên cấp rồi Ok như vậy mình thấy có vẻ lên cấp cũng dễ nhỉ Lên cấp có vẻ đơn giản quá à, ngoài ra một vấn đề cũng lưu ý các bạn là cái lượng kinh nghiệm của các con khác map sẽ khác nhau nhé. Tức là map là càng cao lượng kinh nghiệm nhận được sẽ càng cao. Vậy thì giả sử trong trường hợp mà bạn bạn đã bạn muốn đua cấp ấy mà bạn đã dùng hết nhiệm vụ chính nhiệm vụ phụ ấy thì bạn thay vì việc bạn treo lực và hoàn thành các dương ấy, bạn treo lực dồn vào cái map cao nhất nhé. ví dụ như kiểu bây giờ giả sử mình hoàn thành hết cái dương rồi, bây giờ mình lên cấp rồi nhưng mà giả sử như vậy thì khi mình treo cái này ấy, là mình sẽ treo tập trung một cái map cao nhất này treo một con bất kỳ map cao nhất này Bạn có thể thấy ở đây chỉ ở đây có lượng kinh nghiệm không đây có 10.880 kinh nghiệm cái này cũng 10.880 không đấy nó sẽ cao hơn ở map phía sau rồi map này nó chỉ có tầm bao nhiêu nhỉ và cái này cũng 10.880 ok cái này nó bằng nhau à? đây số map này thấp hơn này map này có 10.720 này thì bạn chọn cái map cao nhất của bạn để lượng kinh nghiệm nó cao nhất sau đó là bạn treo lượng lượt thật nhiều thì nó sẽ lên cấp nhanh hơn để việc bạn các treo và đi hoàn thành dương từng tí một nhé còn nếu bạn nào không vội cái lên cấp thì, thì hoàn thành dương từng tí một để sau bạn nhận quà trong dương nó mới tiện. Đúng không? Còn đây mình đang hướng dẫn các bạn đi leo cấp thì mình chỉ cho các bạn là nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và cài sau khi hết chính phụ và cài cái nhiệm vụ ở cái mắc cao nhất để lượng cái kinh nghiệm với bạn nhiều nhất. Đúng không? Ok như vậy là mình đã tạm thời lên cấp một cách rất là nhanh chóng mặc dù mất lượng lực cũng khá khá vừa vừa thôi, không nhiều lắm không? và ngoài ra khi bạn treo cái này nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian hay bạn muốn xả lực cho nhanh ấy, thì bạn có thể dùng cái chữ hoàn thành nhanh bằng vàng nhé ví dụ bạn tấn công liên tiếp này Lần cần mình tiêu có thể phải chọn cái này ví dụ như cái này đang cần 30 lần mới có 6 lần thôi Và thêm 24 lần nữa. Thì bạn có thể ấn chữ hoàn thành nhanh nó mất có 120 vàng. Bạn biết hôm nào 120 vàng trong này rất là bé. Ví dụ bạn đang có 2000 lực và tiêu khoảng 120 vàng uh, tiêu vài ca vàng giúp bạn xử lý cho nhanh ấy, thì nó cũng tiện hơn thôi. Tại vì khi bạn tiêu xong ấy thì khi bạn nhận cái thưởng trong map ấy, nó giúp cho bạn được một hai ca vàng cơ. Nó, cái, tính ra vẫn lãi, nó giúp bạn xử lý lực cho nhanh. Đặc biệt lúc bạn mới có 2000 lực thì bạn có thể dùng luôn hoàn thành nhanh cho nhanh cũng được. Ở đấy nói chung là vấn đề trong cái map bạn biết đi như thế nào để có thể tăng cấp cho nhanh đúng không? Và bây giờ tiếp tục mình quay trở lại với chỗ này đúng không? một trong những thứ khác tăng kinh nghiệm cho bạn là cái tinh bàn. tinh bàn mỗi ngày cho bạn một lần nhận tinh bàn chúc phúc. đây mình đã nhận xong mất rồi. nói chung cái này hỗ trợ bạn tăng thêm kinh kinh nghiệm. thấy ra nếu bạn muốn cần tăng kinh nghiệm bạn nhớ ấn nhận tinh bàn hàng ngày nhé. mỗi ngày được nhận một lần thôi. Thành ra bạn cố gắng là nhận nhận ra tăng thêm cái kinh nghiệm cho bạn. Tiếp tục nữa ở đây có cái bình tu luyện này Thì thực ra trong này vàng không đáng là bao Nếu bạn có điều kiện một chút thì bạn cứ dùng hết bằng vàng luôn cũng được Còn nếu không thì bạn cứ tăng tốc lượng vàng bao nhiêu có thể của bạn thôi Ví dụ ở đây mình đã tăng tốc mắc rồi, nó có giới hạn mắc rồi Giới bạn mắc là 70 lần vàng một lần Nói chung là mất cũng khá vàng đấy Thì nếu bạn cần thì bạn tăng tốc mắc cái này không thì thôi đúng không cũng không đấy tùy khả năng từng người nhé nhưng nếu mà muốn leo cấp nhanh thì chắc chắn bạn phải tăng cấp mắc cái này đặc biệt bạn nào đua top một đẳng cấp thì bạn ấy lưu ý là tăng mắc cái này tăng mắc cái này đi mắc theo kiểu mình vừa nói cũng như là nhận cái tinh bạc là những cái này nó tăng tăng kinh nghiệm cho bạn rất là nhiều đúng không? tất nhiên là mắc là nhiều nhất rồi mắc là nhiều nhất ngoài ra nữa nó vẫn còn một chỗ khác để tăng cho bạn cái lượng kinh nghiệm đó là cái chỗ trong cái nhiệm vụ hàng ngày và ý ở đây là nó có cái kinh nghiệm nhân vật chính ở đây đúng không nhưng mà trọng nhiệm vụ hàng ngày khi level thấp ấy cái này và lưu ý là cái này có nâng cấp ví dụ mình còn lên cấp 140 còn nâng thêm một cao nữa không thì càng lên cấp cao lên cấp cao bắt đầu nó có những cái nhiệm vụ được tăng thôi thì bạn có gắng đi map cao nhất có thể đua cấp cao nhất có thể các bạn nâng cái nhiệm vụ hàng ngày đều ấy thì bao giờ đến nhiệm vụ nào đó đến cái cấp nào đó có kinh nghiệm nó sẽ có thôi đúng không thì bạn làm xong nhiệm vụ hàng ngày nó tạo cho bạn lượng kinh nghiệm nhất định nữa mình lưu ý là lên cấp cao nâng cấp cái nâng cấp cái nhiệm vụ hàng ngày lên mới có nhé. và khi bạn đang level thấp thì nó chưa có đâu. Bạn cố gắng chơi lên cấp nhanh nhanh để bạn nâng cấp cái này lên ấy, thì nó sẽ có thêm. Và chắc là mình nâng cấp lên 140 sẽ còn được nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Thì bạn làm hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ấy, nó cho bạn thêm cấp nhé. Ngoài ra các bạn có thể lấy thêm lực ở chỗ đây và ý ở chỗ cái thanh ở phía phía góc bên trái phía trên ấy nó sẽ có cái dấu cộng nho nhỏ ở đây để nó cho phép bạn mua tối đa là 100 lực nhé. Ở đây thì mình đã mua mất rồi nên mình không để mua cho mọi người xem được. bạn có thể chọn số lực lớn nhất. Và lưu ý là số lực này nó tính là tối đa sau cái thanh này 100 trên 100. Thế giả sử đây mình có đang có 10 lực mà bạn chưa mua ấy thì bạn sẽ được mua 90 lực. Sau khi bạn xài bớt đi khoảng được 10 lực nữa bạn mua nốt được 10 lực còn lại nhé. Tức là thực ra chỗ này có thể mua cho bạn tối đa 100 lực một ngày để bạn có thể tận dụng chỗ này và ngoài ra nữa nó có một cái nguồn không thể thiếu nữa đó là cái nguồn từ nạp thẻ thì ra nạp thẻ cho bạn rất nhiều cốt trong đó thường sẽ có cái ví dụ như server mới ra ấy, các server mới ra có cái phản hồi ấy. thì trong cái phản hồi bạn để ý là nó luôn có một cái này cái cái cái, cái, cái mì nước vàng này cái mì nước vàng sẽ hỗ trợ cho bạn là chính là cái lực của bạn đấy và mỗi một cái, một cái bát mì này tương ứng với 10 lực ngon thì bạn nhiều nhóm nha nhân lên 10 bát ở đây là 100 lực ngon tiếp tục lên cái mốc cao hơn cho bạn thêm 200 lực ngon các các mốc cao hơn nữa cho càng càng lên cao cho càng nhiều lực thôi đó thì bạn có thể nạp thẻ thêm để lấy thêm nếu bạn có điều kiện và không có điều kiện và làm linh tinh ở trong thì cũng được khá khá được rồi. Ngoài ra nữa bạn hoàn thành cái độ tích cực nó cho bạn những cái bánh mì, một số cái ô cuối cho bạn bánh mì ví dụ đây cho mình 20 bánh mì không? Thì cái bánh mì này nó sẽ chính là cái để bạn đi map thì khi bạn đi map ra kinh nghiệm không? Thành ra nó chính là cái cách để ra ra kinh nghiệm cho bạn đấy. Đấy đúng không? Thì bạn lấy cái bát bát ở trong cái phản hồi hoặc bạn đi lấy cái chỗ bánh mì ở trong cái độ tích cực hoàn thành ấy là sẽ được thôi. Và cái cùng một nguồn cuối cùng nữa hỗ trợ bạn lên lực là khi bạn mới chơi thì thường bạn sẽ có vào trong ngân hàng tốt ấy, thì bạn sẽ có ở đây chọn cái máy chủ của bạn thôi và bạn đăng nhập tài khoản của bạn vào nhé bạn đăng nhập cái tài khoản bạn đang chơi vào sau khi bạn đăng nhập xong bạn chọn đúng cái máy chủ của bạn nhé ví dụ mình đang chơi s 1 luffy không đó bạn chọn vào cái loại cốt thì đây thường như cốt tân thủ những cái cốt level ấy nó cho, cho bạn số lực nhất định càng lên về sau càng được nhiều lực nhất nhiên nó chỉ có một số lượng nhất định thôi thì khi bạn đạt đủ level, ví dụ bạn đủ cấp 100, bạn sẽ ăn được cái cốt từ 100 trở về trước. rồi như cốt 100 có 80, mỗi cốt được ăn một lần nhé Thì trong cái cốt này sẽ có lực cho bạn đấy thì bạn có thể ăn cái này để nhận nhận, nhận uh, thêm cái lực ở chiến đấu không? Mà cái lực đó giúp bạn đánh trong map thì nó sẽ giúp cho bạn tăng thêm kinh nghiệm thôi. Đấy là những cái nguồn mà có thể tổng kết ngắn gọn lại cho bạn như thế. Đấy như vậy đó là những cái đó là những cái giúp bạn tăng cái cái, cái cái cái, kinh nghiệm của nhân vật chính lên thì mình mong những cái chia sẻ này giúp cho bạn cách nào đó để đi mát cho nhanh không còn tất nhiên là đây nick mình cũng bình thường thôi nó cũng chả phải cao siêu gì đâu tại vì các bạn ở đây mình cũng chưa biết có đua hay không mình không biết có đuôi hay không thời điểm mình quay video này mình chỉ chia sẻ với những cái trải nghiệm mình đã có thôi thực ra cái này là các bạn xem livestream của mình góp ý cho mình mình tổng hợp lại cho mọi người biết thôi không thì bạn nào có nhu cầu đua tốt thì có thể tham khảo những cái ý đó còn nếu bạn là người chơi bình thường thì lời khuyên của mình là bạn cố gắng cứ đi hết cái mát có thể đi nhưng tuy nhiên là thay vì việc bạn cài lực vào một cái con cao nhất để lấy nhiều kinh nghiệm ấy bạn hãy đi hoàn sau khi bạn kẹt hết nhiệm vụ chính nhiệm vụ phụ ấy hãy đi hoàn thành từng cái nhiệm vụ mở dương mỗi kiểu nó yêu cầu đấy, cái này 30 lần thì bạn cứ đánh hết 30 lần từng con một đi để về sau bạn nhận cái quà trong dương giúp bạn lấy thêm vàng như tài nguyên nó sẽ lợi hơn rất nhiều và nếu bạn đua cấp thì phải chấp nhận phải hy sinh cái đấy xử lý sau tức là để cho qua cái tuần đầu đi xử lý sau để bạn tập trung bạn dồn hết kinh nghiệm bạn lên cấp cho nhanh đúng không đó là một số cái chia sẻ của mình thôi và có lẽ là mong video này hữu ích cho bạn nhé nếu mà thấy video này hay bổ ích thì đừng quên là like như là chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé và bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé xin chào nhé